Chạy đôi thấy chưa? Thấy chạy đôi chưa? Không nói chuyện thì trái lớn trái nhỏ anh. Ghê chưa? Mà cái hay là nó không phạm muối kìa. Chạy đôi à. Với ba muối thì nó bự hơn hai muối anh. Mẹ xuống cái chân đã chạy lên chạy xuống biết kìa. Nó xuống nữa rồi đó. Tại vì chú gặp cháu thì tự nhiên nó căng thẳng, nó không có gì. Cái trái tươi đấy ngon vậy. Mấy cái trái tươi nó ngon. Cảm ơn cháu. Ngon không? Cháu có thể cảm ơn ngọt mà vừa vừa mà mát. Được, dễ chịu. Nó họ nhà dừa mà. Thôi trái. Đạt xuống đây. Đạt đi lang thang quá rồi đó. Trời cho trái này hay nè. Biểu tượng của người Campuchia. Trái này là biểu tượng của dân Campuchia. Đói quá đúng không? Không ăn được. Đói quá đói mua được à. Ăn cả bột đường. Không cần ai mà thiệt tình.